Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ của Hoàng Văn Thịnh. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về cách để chúng ta có thể nhìn được cái hướng trong cái cuốn sổ đỏ cũng như là sổ hồng của anh chị nha. Đó thì như cái sổ hồng mới của chúng ta thì nó sẽ có là 4 mặt, 4 trang. Đó, trang đầu tiên sẽ là những cái thông tin về người sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thì trang 2 thì sẽ ghi là cái số thửa đất, rồi nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Còn trang thứ 3 là cái sơ đồ thửa đất, rồi nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đó. Còn trang thứ 4 là những thay đổi sau khi mà cấp giấy chứng nhận. Đó là anh chị có mua bán hay là gì đó thì sẽ ghi vào trang này và sẽ được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ chia sẻ với anh chị và các bạn về cách để chúng ta có thể nhìn được cái hướng ở trong cái sổ hồng, sổ đỏ. Nếu như anh chị có mua đất ở xa, hay là anh chị mua online, hoặc là anh chị được nhờ người thân, anh em, bạn bè, hoặc là anh chị xem trên video, thì anh chị có thể nhận biết được cái hướng đất để anh chị mua để cho phù hợp với mình. Đó. Thì trên tay tôi đây đang là một cái sổ hồng chính quy. Đó, thì đây anh chị sẽ thấy một cái ký hiệu hình chữ B nằm ở bên góc phải này. Đó. Ký hiệu chữ B. Đó là cái mặc định là trong cuốn sổ là lúc nào nó cũng có cái mũi tên dọc lên có hình chữ B đây, tức là hướng Bắc. Đó, theo mũi hình tay tôi chỉ đây, đó là hướng Bắc, còn bên dưới này là hướng Nam. Đó, và bên tay phải chúng ta là lúc nào cũng mặc định là hướng Đông nha. Rồi bên tay trái là hướng Tây. Đó, thì như cái chiều mà cái chiều thửa đất mà tôi đang quay cho anh chị thì nó sẽ quay theo chiều dưới này, chiều chéo chéo như đây, tức là nó đang nằm ở giữa cái hướng Đông và hướng Nam. Đó, thì tức là cái mảnh đất của chúng ta đang nằm ở cái hướng là Đông Nam. Đó, thì cách xem hướng ở trên sổ như vậy sẽ giúp cho anh chị được khi mà anh chị chọn nhà hoặc là anh chị mua đất để làm nhà thì anh chị sẽ mua được một cái mảnh đất đúng theo hướng, đúng theo cái hướng phong thủy của mình. Đó. Nếu như là mảnh đất nó quay lên trên cái đường, quay lên trên thì nó sẽ là hướng Bắc, và nó quay sang bên phải thì sẽ là hướng Đông, và cái mảnh đất này nó quay sang bên tay trái sẽ là hướng Tây. Đó, thì lưu ý là anh chị khi mà anh chị xem cái hướng của thửa đất á, thì anh chị phải xác định được cái đường nó nằm ở chỗ nào. Đó, như đây là cái đường đây, đường là nó sẽ ghi chữ đường ở đây, và khi mà cái đường nó nằm ở hướng nào thì mảnh đất nó sẽ thuộc vào hướng đó nha. Ok, thì tôi vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn về cách để chúng ta có thể xem được cái hướng ở trên một cái cuốn sổ hồng đơn giản, để anh chị có thể là xem online, xem qua hình ảnh, xem qua sổ hồng mà không cần phải đi thực tế đất thì anh chị vẫn có thể xác định được cái hướng để anh chị mua bán một cách thuận tiện hơn nha. Ok, cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video ngày hôm nay hay và ý nghĩa thì anh chị và các bạn hãy giúp tôi ấn vào nút like của video này và giúp tôi chia sẻ cái nội dung video này đến cho nhiều người biết hơn nữa. Và anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh, để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được những thông tin giá trị về bất động sản sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay.